Dâu biết em, biết em, thế nên có hoa thật là dễ thương. Dạ, dạ, dạ. Wow. Trời ơi, hàng ngàn, hàng triệu khán giả vỗ tay cho em không dứt. Trời ơi, thưa quý vị khán giả, những tràng vỗ tay điên cuồng, những tràng vỗ tay hừng hực đó, dạ, xuất phát từ cái máy laptop của công bấm âm thanh. Hôm nay, trong chương trình này, chúng ta có thể có cơ hội nghe được cả hai cái thái cực, hoặc là một giọng ca đưa tâm hồn chúng ta bay bổng lên 9 tầng mây, hoặc là những giọng ca dìm chúng ta sâu xuống 9 tầng địa ngục. Những điều bất ngờ thú vị đó sẽ có trong chương trình hôm nay. Giọng ải, giọng ai? Chương trình Giọng ải, giọng ai với sự đồng hành của chuyên gia selfie Oppo Camera Phone F1S. Và chúng ta sẽ đến với những điều bất ngờ thú vị ngay sau đây. Một tràng vỗ tay để chương trình chúng ta được bắt đầu. Hãy cùng chào đón đội chơi đầu tiên, hai nghệ sĩ Trương Giang và Ốc Thanh Vân. Hãy cùng chào đón Trấn Thành và Thu Trang. Được cái hai bạn xuất hiện với gương mặt hoa hậu thân thiện mà dòm vẫn thấy ác ha. Trang ơi Trang, dạ. Em là quán quân của một cuộc thi về hát, mà là hát cái lương mới khủng khiếp chứ, đúng dạ, không? Dạ đúng rồi anh. Hay là bây giờ mình thể hiện cái tài năng đó liền cho mọi người được không? Anh lúc đó anh cũng làm MC chương trình đó, anh cũng biết em hát làm sao mà anh Nghĩa. Lâu quá anh quên rồi em à. Hay dạ. Bây giờ em hát lại cho anh nhớ đi, cho anh nhớ lại cái giây phút khủng khiếp đó đi Trang. Đừng để tôi mất mặt, cố lên. Cố lên. Đẹp ơi, đẹp ơi. Giang té. Đẹp ơi mang anh lên chốn thành đô, nhà xe rực rỡ. Xin anh đừng quên bến đò ngang con sông nhỏ, chốn quê xưa em dò dò mong chờ. Em ơi, mời các bạn về vị trí của mình. Hãy cùng chờ đón hai khách mời đặc biệt hôm nay, Chibu và Hiu Lê. Gương mặt rất là quen thuộc và được quý vị khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ yêu mến. Hôm nay thì Chibu Gile sẽ là khách mời, nhưng mà chưa biết bây giờ hai bạn này sẽ về hai đội nào ở đây đây ha.
Bắt đầu gì? Ủa thế thắng vào đội nào mà thua vào đội nào? Anh yêu cũng biết nữa, hay là cho chủ nhà quyết định đi ạ? Tụi em quyết định trao thân cho anh chị. Bây giờ về màu nè, màu đen là về màu đen, đây màu hồng là về màu hồng. Không, đừng nói gì nhiều nữa hết. Đừng nói gì nhiều nữa hết. Đi, về với anh. Ê! Ủa lẹ dữ vậy? Ủa như đâu? Ngày hôm qua là ngày em đi xa xa. Khoan đã, em có phải cho người ta ý kiến chứ, người ta không đồng ý rồi sao? Bây giờ em nói nè. Dạ em đồng ý. Về đây cưng. Ừ. Về đây anh, bên anh dễ thương lắm, bên anh hay lắm. Wow, hợp quá, hợp quá, trời ơi. Thank you. Em ơi, hợp lắm. Được, lên ghế ngồi đi em. Quý vị khán giả hãy theo dõi chương trình của chúng tôi cho đến vòng thi thứ 3, bởi vì ở vòng này thì chúng ta sẽ được quyền tham gia dự đoán cùng với hai đội chơi và có cơ hội mang về cho mình một giải thưởng, đó là một chiếc điện thoại chuyên gia selfie Oppo Camera Phone F1S từ nhà tài trợ chính trị giá 5.990.000 đồng. Như vậy là bây giờ hai gia đình chúng tôi đây đã ổn định rồi. Khách chủ này kia đã chuẩn bị sẵn sàng để bước vào vòng thi đấu đầu tiên, tên là vòng hóa thân. Ở đây chúng ta thấy có 7 con số và sẽ có 7 nhân vật xuất hiện đứng trên 7 con số này. Họ sẽ không nói tiếng nào đâu, họ ra họ tạo dáng thôi. Chúng ta sẽ có một cái đoạn clip với từng nhân vật và cuối cái clip đó chúng ta chỉ nghe được một âm thanh chút chéo thôi. Các bạn sẽ phải lựa chọn ra một nhân vật trong số 7 nhân vật này. Theo các bạn, ai là người hát không hay? Bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ 7 giọng ca bí ẩn. Bảy giọng ca bí ẩn của chúng ta đã lộ diện và họ đã tạo những cái dáng rất là ca sĩ. Dòm rất là chuyên nghiệp. Cảm giác giống như mình đang ở trong một cái viện bảo tàng. Đúng, một cái viện bảo tàng tượng sáp về những danh ca. Bây giờ mình tập trung vào nhân vật số 1 trước cái đã nha. Cánh chàng này vốn là một người bán kẹo kéo. Và do tính chất đặc thù công việc của mình là kéo, cho nên anh ấy có một làn hơi dài như cục kẹo. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ xem cái đoạn phim giới thiệu về cánh chàng số 1 này. Là cái anh chàng đó cuối đoạn clip là chỉ vậy thôi đó. Thật sự ra mà nói, nhìn anh ta là nhìn có vẻ là giống anh bán kẹo kéo thiệt. Là tại vì á là khổ, nhìn thấy khổ đúng không? Nhìn thấy anh cực phong trần cực khổ, cái gương mặt á nó hơi giống như là mình phải đi nhiều nơi nắng mưa giải dầu rồi. Cái mặt á mê hát lắm. Hát mà thường mấy bạn thấy là những người kẹo kéo là tại vì sao? Họ không có may mắn như chúng ta, họ không có lên sân khấu được. Nên họ mỗi lần họ hát, say mê, tập trung, hát, nhập tâm. Cái đó là múa rồi. Không, cái này là nhập tâm. Rồi còn cái đoạn mà là có thể là khi kéo kẹo nhiều quá, rồi đem về bán không hết, thì mình phải ăn kẹo. Ăn nhiều thì mình, đó, vậy đó. Tôi nghĩ là vậy. Hành thử ra là có thể là chúng. Cái cảm giác của Trang thì Trang nghĩ bạn này chắc hát không hay. Nếu mà thực sự là anh bán kẹo kéo và anh có nhiều thời gian tập luyện thì em nghĩ là hát được ạ. Không, ở đây chúng tôi không có khái niệm hát được. Không có lưng lửng hoặc là hay hoặc là dở ẹt. Em nghĩ là hát hay. Em tiếp tục em suy nghĩ về canh bạn này của mình đi nha. Thế còn bên đội của Giang thì sao? Chị thấy sao chị? Em thì không phải ca sĩ rồi thì em cũng không thể nào mà dùng các kỹ thuật của ca sĩ để mà đoán được. Kỹ thuật gì là đừng có nói là kỹ thuật đâu. Có làm gì đâu, không kỹ thuật. Em sẽ nhìn theo góc độ của một diễn viên thì em thấy là bạn này diễn sâu đấy. Liên quan lắm, liên quan. Diễn khá sâu mà sẽ theo một cái trường phái dòng nhạc kiểu bolero. Đúng, đúng.
anh cũng nghĩ là cậu này là hát nhạc trữ tình á. Đâu thế nào mà chương trình là đem một cái nhân vật lên rồi chiếu cho nó à, ông này hát kéo kéo vậy được. Chương trình phải là có một cái sự dàn dựng, một sự sắp đặt nào. Có một sự gài nào đó. Ghê gớm ở đây. Giọng ca bí ẩn số 2. Một cô gái xinh đẹp, xuất thân là người mẫu, có đôi chân vàng người mê. Và cô ấy nói rằng cô ấy biết nhảy từ trong bụng mẹ. Cái điều mà chúng ta nghe được từ cô gái xinh đẹp này chỉ một cái chữ đó, giống như là thách thức tất cả mọi người đây á. Cảm giác mình nhìn cái khuôn mặt cổ và mình nhìn cái những cái tạo hình của cổ á, thì em nghĩ là cô này không biết hát đâu. Cô này không những hát không hay mà cô cũng không phải là không phải người mẫu. Nếu vậy thì theo em là gì? Có thể là một mẫu người bình thường à, chứ phải người mẫu. Mình phải thấy được là người mẫu đa số là điệu, người ta mê là được điệu, được tạo dáng hay nọ, thì cái tạo dáng nó ít ra nó cũng phải là nó có thần thái xíu. Còn bạn này ấy, giống như anh Nghĩa kêu bẻ đi em, rồi vuốt tóc coi coi, đó người mẫu, thấy không, đây là thần thái nè. Đó bây giờ Trang diễn tả, Trang kêu đi tôi làm lại cho. Cô này có diễn tả như nè, thí dụ tạo dáng. Rồi tạo dáng em ơi, ông kính em ơi. Rồi vuốt tóc đi, vuốt tóc cưng ơi. Rồi dịch thang nè, dịch thang nè, dịch cái thang ơi. Thí dụ vậy, có nghĩa là ai biểu gì làm đó. Không thấy thần thái gì hết trơn, trời hà. Thường á, người mẫu là mình thấy tự tin lắm. Cô bé này nhìn lại không tự tin nè. Chân thật. Đúng rồi. Cái cô này, một là bán chè cho vườn chuối. Hai là nữ công gia chánh, không kiểu như là dân văn phòng kiểu vậy, mới kiểu đi làm á. Nhưng mà em thấy là bạn này đang sợ thiệt, cái anh lúc đầu đang đứng là như này, anh Chứng Thành bình luận hồi nữa cái vậy vậy. Em ơi, không phải là sợ mà vì mỏi thôi. Là vì mỏi thôi. Cái cô này là cổ dữ lắm á. Em cứ tưởng tượng đi, cái tay cứ đưa ra vậy, gió lùa qua gió lùa lại nhột chứ, phải rụt lại. Bây giờ thì chúng ta cứ giữ cái suy nghĩ đó của mình đi, mình xem tiếp những bạn còn lại nha. Wow, giọng ca bí ẩn số 3, hú hồn không? Có thần sắc. Nhìn là thấy là ra một cái nhân vật quen thuộc phải không ạ? Hãy cùng xem một đoạn phim giới thiệu về cô ấy nhé. Chúng ta cũng chỉ nghe được một chút xíu âm thanh của cái nhân vật này ở đoạn cuối clip thôi. Vậy thôi. Em thì em thấy là cái clip với lại ngoài hơi khác xa. Cái clip này sao không đẹp mà lên sân khấu đèn chiếu vô đẹp quá vậy? Đúng cái này rồi. Gọi là cái thần thái á chị. Hồi nãy anh Chứng Thành nói thần thái không? Người ta lúc mặc đồ nữ xanh, người ta gọi là nhí nhảnh, mặc vậy. Nhưng khi đồ ta lên đồ eo xà, mà eo, cái eo nó xà xuống thì người ta phải đứng như vậy. Thấy không? Là đi va nhập người ta liền. Mà tôi bảo đảm bạn này mà diễn lip scene là xuất sắc nha. Bạn mê, mê lắm. Còn giọng thì chưa chắc đúng không? Nhưng thật sự ra nhìn clip với cái độ rung của cần cổ. Có không? Có. Nãy thấy luôn hả? Nãy thấy độ rung của cần cổ thì thấy là bạn đang hát thiệt, chứ không phải là hát giỡn và biết cách hát. Tôi đoán bạn này là người hát hay. Thành ơi, cái chuyện rung cần cổ dễ lắm Thành ơi. Đâu có gì khó đâu. Nè, tự mình tự rung được nè. Cái đó là anh đang táp. Con ếch rồi á. Ta hát dễ quá mà ta. Trời ơi, nghe nói nhìn anh giống gì? Như con ếch. Trời, con ếch nào mà đẹp được với anh hay em? Em thấy bạn này là khi mà đứng lên đây một cái là nhìn cái thần thái rất là tự tin. Cảm giác như là đã đứng trên sân khấu rất là nhiều rồi. Em à, chương trình đang mời những người tự tin để gạt mình. Cái cô này không có giọng hát hay. Em lại nghĩ là hay á. Hay không? Nếu mà em xa thì phải biết biết trả lời câu này nè anh. Do you want to build a snowman? Yes. Come on, let's go and play. I'll never see you anymore. Come on,
before. It's like it's gone away. We used to be best buddies, and now we're not. I wish you would tell me why. Đâu phải em đẹp, ai cũng trả lời em đâu. Hỏi kinh liếc bị luôn liếc. Liếc luôn. Sao trong phim là vậy đấy anh? No. Nhưng mà nãy giờ thực sự là Vân không rời mắt khỏi bạn. Chớp mắt cũng không giống người ta nữa. Ta chớp mắt bình thường thôi, còn bạn chớp mắt là rất kiêu sa đúng không? Với cái kiêu sa này thì cũng khó ha. Thôi suy nghĩ đi em, từ từ suy nghĩ đi em nha. Làm nghiêm trọng quá tưởng sao cuối cùng cũng khó ha. Bây giờ mình coi tiếp số 4 đi. Số 4 trong hình ảnh có một chú hề đúng không? Và cái anh chàng này nè là tập thổi bong bóng từ nhỏ à. Anh ấy muốn có một giọng hát hay, cho nên anh ấy tập thổi bong bóng từ khi còn bé xíu. Và cuối cùng đến độ tuổi này thì anh ấy đã luyện được một cái làn hơi dài khủng khiếp. Chúng ta hãy coi phần giới thiệu về anh ấy. Hư. Cậu này không phải người tạo hình bong bóng. Đúng luôn. Không phải luôn. Em có quen cậu ta à? Không, em đã làm việc với người tạo hình bong bóng rồi à. Cậu này không phải là người tạo hình bong bóng. Và cũng không phải là người hát hay à. Bảo đảm là bạn ấy không thể thổi ra được cái bong bóng mà bạn ấy đang cầm trên tay. Cái ca này khó quá anh à. Em nhìn mà em cũng chưa đoán ra được. Tại lúc nãy thấy bạn hát mà lúc mũi bạn phập phập rồi là gì em nghĩ là hát say mê lắm mà hát say mê thì em nghĩ là hát thiệt đó. Em theo em nhìn bạn này thì có thể bạn này là người hát hay, tại vì sai rồi, không có hát hay đâu, bị gạt đó, hát không hay, bảo à, đảm hả thiệt ở sớm ở Bình Dân mà. Ủa, là sao là mình khác đội mà bên này có quyền nói chứ hả? Vô duyên vậy. Tại vì hồi nãy khi mà xem cái clip á thì thật sự giống như Chi nói là em thấy cái sự say mê và là khao khát được hát. Mà nhìn cái khẩu hình miệng thì cũng có thể là, em nói cũng có thể thôi nha, là bạn này hát hay. Em thấy anh này rất là nghiêm túc ạ. Nãy giờ cực kỳ nghiêm túc luôn. Không cười, không gì hết. Và em nghĩ nếu mà có một làn hơi dài, nếu mà thực sự anh ấy thổi được bong bóng á, anh ấy có làn hơi dài á, anh ấy hát được một cái câu vọng cổ 100 chữ đi nữa thì cũng chưa chắc nó hay. Dạ hát hay, tại sao lại đi bán bong bóng? Bong mà có gì hát hay chứ, phải là do hát hay bong. Nhân vật tiếp theo, nhân vật số 5. Nào tạo cái dáng hết hồn coi. Nãy giờ mỏi. Anh này á là một huấn luyện viên tập thể hình. Sao trời ơi Thành? Hay gì em, ông làm cục tả bây giờ. Không, tôi giới thiệu với các anh bạn này, có gì đâu mà các bạn phải la lối như vậy. Đây, này. Rất chắc, cơ rất chắc, rất chắc, cái gì cũng chắc hết, thấy không? Ủa gì vậy? Chắc mà nhạy nữa nè. Làm lại, rất chắc. Ha, không sao, đứng yên nghe không? Rất chắc. Đó, rất chắc. Wow, quá đá luôn rồi. Đó. Các bạn này á, được mệnh danh là chuột túi, cơ bụng sáu múi, thích ăn chuối và có một giọng hát đắm đuối. Trời ơi, trời ơi. Đó. Dạ em theo như em biết á, thì bạn này không phải là PT mà trong cái phòng tập gym. Tại vì nhìn cái bạn này giống một người diễn viên hơn. Tại vì nãy giờ nhìn cái thần thái nè, rồi cái cách mà xả vai đồ này nọ, mở hệt xả vai làm sao rồi vô vai lại làm sao, rồi thấy giống diễn viên hơn. Thì có thể bạn này cũng hát không hay luôn. Không, em nghĩ cậu này hát hay. Sao anh tàn ngược em vậy? Em đang suy nghĩ trong đầu là chắc hát không hay á. Ờ, có bộ như hai bên không hòa thuận lắm phải không? Ừ. Tại vì khi người ta làm cái clip á, người ta sẽ bắt đầu làm theo cái kiểu rằng là ai hát không hay, người ta sẽ làm cho cảm giác hát hay. Và ai hát hay người ta sẽ làm một cách hời hợt để cảm giác hát không hay. Đỡ dùm cho bạn đó đi, bạn mỏi không quá. Có đâu, thì anh đứng đây anh đỡ nè, làm cái giá đỡ nè. Em nghĩ là anh đỡ tay kia hợp lý hơn á. Không, giữ tay này là có đổ chuối xuống thì không có tay. À mấy em ơi, bây giờ thì góp ý nhanh đi nha, chứ anh đứng dậy cũng mỏi luôn đó. Em nghĩ là cậu này hát hay. Hát hay. Chi sao chi? Hả trời gì vậy? Thôi bây giờ hai người hai nhà đừng hỏi ý kiến nhau nữa. Tụi em quen vì thói quen bình thường mà đã hỏi ý kiến gì là hỏi Chi nhau là liền. Không hay rồi đó. Chi không hay hả? Sao vậy? Tại vì khi mà em thấy lúc hát á là
cứ dướn cái cổ lên nè. Mà thầy giáo có dặn là hát hay là không được dướn cổ. Người ta cũng mất kỹ thuật chứ. Mẹ mà đứng gần đây ấy, thì sẽ thấy mồ hôi ông Diễu tỏn thành dòng luôn rồi kìa. Bởi vì cái cục tạ nó cũng nặng lắm, nên đỡ phụ em đó. Trong cái đoạn clip bạn cố tình tỏ ra cái mặt xạo xạo làm ai hát vậy, dù cho cái người hát dở đi chăng nữa người ta cũng sẽ hát đàng hoàng. Còn bạn để làm cho mình cảm giác là bạn hoàn toàn không biết hát, nhưng thực sự là càng diễn thì mình sẽ càng cảm giác là bạn hát hay. Tại vì không có cái ông nội nào nâng cục tạ mà cái tay ông không bằng cái cây cầm nữa, chứ đừng nói cái cục tạ. Nâng mà mồ hôi ông đổ mặt cũng xanh vậy nè. Xào xào. Rồi, xào từ đầu tới đuôi. Ý là Thành nói là cái ông này là hát hay đúng không? Hay. Hát hay. Rồi thôi, xả dáng đi em. Trời ơi, tội nghiệp quá, mồ hôi nhiễu tỏn luôn. Coi như là bữa nay mình không cần phải tập gym một buổi nào em nha. Dẫn lên chuột. Giới thiệu chứ quý vị. Nữ... Hay không hay anh Giang? Cô này có thể là diễn viên chứ cô này không biết hát. Tại vì tất cả những hình ảnh trên đó là cô diễn xuất thôi. Với lại cái tay khi bấm hợp âm á, quay né né ra. Cái khúc ấy á, cái khúc bấm hợp âm á là ngắn quá, bởi vì nếu dài á là sẽ duy trì hợp âm. Nhưng mà cũng chưa chắc, bởi vì lại quay đen trắng nữa anh, để cho cái cảm giác của mình nhìn vô nó ảo diệu, nhìn vô nó dễ tin. Tôi thấy cô này không biết hát. Em lại cảm giác là cô này biết hát. Mình không nên là một đội đâu anh ạ. Anh ơi, hay là tụi em tách ra thành một đội được không? Hay bây giờ là Gil với lại Chibu là một đội thứ ba đi. Chắc vậy đó. Chibu ơi, xin lỗi em, nhưng mà thật sự chị cũng nghĩ rằng là bạn này diễn rất giỏi luôn. Và không phải là một người hát hay. Em thấy trước tiên là bạn này bạn đánh đàn hình như giả bộ. Cái hợp âm cầm thì hơi ngắn thật, nhưng mà cái ngón tay nó chưa có chắc lắm. Nó không phải. Hơi đúng cái đầu ấy. Thật ra cầm vậy là cũng có thể gọi là đúng rồi. Nhưng mà thường người ta bấm một hộp âm, người ta không có đàn, người ta để vậy hoài. Nhưng mà thật ra đánh đàn có hay hay không cũng không có liên quan tới giọng hát, cho nên em cũng hơi phân vân. Và thậm chí bạn có thể là một người quánh đờn giỏi, cũng không phải là ca sĩ đâu. Rõ ràng là biết cách trang điểm, biết cách làm đẹp thì phải là cái người thuộc cái dòng showbiz giải trí. Một người hát hay như là một ca sĩ như Gil Lê đây đi, cũng từng đóng phim, cũng từng tham gia rất là nhiều chương trình về diễn xuất. Dĩ nhiên, nhưng mà diễn tốt quá thì đó là xạo. Nói bạn số 6 hay nói thôi, các bạn cứ tiếp tục suy nghĩ về cô nàng này nha. Số 7, giọng ca bí ẩn của chúng ta. Anh này làm nghề make up, làm nghề trang điểm, làm đẹp cho tất cả mọi người. Sở thích của anh ta là phục vụ ca nhạc theo yêu cầu người đang được trang điểm. Sao? Chị thấy sao? Chị với Gil đang đá mắt cho nhau. Thôi Gil nói đi. Thôi chị nói đi. Thôi Gil nói đi. Thôi cuối cùng tôi mời Giang nói đi. Cậu này là người hát rất hay. Tại sao? Cái cảm giác khi mà cậu đứng trước cái ống kính, cậu hời hợt với cái ống kính. Có nghĩa là giả bộ nhép nhép cái miệng cho có, để đánh lừa người ta là mình hát dở. Không, cái đó là cái các bạn thấy có cái bề nổi thôi. Nhưng mà về cái ánh mắt của ảnh á, nhìn vô ống kính không phải là giỡn chơi. Đúng, người ta ba con người ta đành ánh mắt lắm. Đúng rồi. Đó, giờ người ta dòm kỹ nên mới ba con. Chi, em có cái cảm giác giống chị hồi nãy không? Em thì lại để ý nhiều đến ngoại hình của anh ý chị ạ. Có lẽ thường như ai ngoại hình mà hơi mập mập một chút, bụng hơi to to một chút, nhiều hơi thì chắc sẽ hát hay đó. Em ơi, em sai lầm nha. Anh Quảng Mập hát dở lắm em ạ. Trời ơi, diễn em thấy cái bạn này có thể là hát hay. Đó, nhìn cái mặt của bạn à. Đó, thấy chưa? Đó. Anh mắt phiêu quá phải không? Phiêu. Đó, Tém cái môi vô được. Cái miệng làm như bộ sợ người ta không biết mình mớm hay sao á. Em chỉ thắc mắc là không biết anh số 7 này với lại cái bạn số 5 có tạo dáng tập trung với nhau không ạ? Cái ngón tay á anh. Kêu Lê bỏ qua mấy chi tiết xàm mấy em rồi.
Dạ, mấy cái khoa học anh phân tích hết rồi, em chỉ bắt xàm xàm ở ngoài thôi. Bây giờ em có thể phân tích anh này tại sao hát hay. Chúng ta có thể đoán được anh hát hay là tại vì sao. Nhìn ngoại hình rất giống Quang Lê. Cười đó trời. Làm với ai giống Quang Lê thì cũng hát hay vậy đó. Đại khái đi, mình đặt niềm tin đi. Thực ra cái anh này khi mà ảnh diễn á, cũng không phải là thần thái nhưng mà ảnh diễn luôn cả con mắt luôn, kiểu vô một cái là sâu liền. Mấy bạn kia thì đứng như là tượng thôi, còn anh này là cái mắt không hay là cái mắt ảnh vậy ta? À, vì cái mắt ảnh nhỏ thôi em. À vậy hả? Giờ thôi em bỏ em thua. Mà kêu nói chuyện thì ghét lắm. Ờ hay là cái mắt ảnh vậy. Bây giờ thế này, chúng ta đã xem qua 7 giọng ca bí ẩn ở đây rồi. Các bạn cũng đã có những bình luận, nhận xét và đánh giá. Bây giờ chúng ta sẽ có 1 phút để mỗi nhà mình quay quần lại, mình hội ý cùng nhau để chọn ra xem trong số 7 nhân vật này, nhân vật nào mình cho là hát không hay. Thời gian bắt đầu. Thời gian kết thúc. Mời đội Trường Giang. Số 4. Số 4 đó là anh chàng chú Hề này. Theo các bạn là anh ấy sẽ hát không hay. Còn đội của Thành chọn số mấy? 1, 2, 3. Số 2. Cô người mẫu xinh đẹp này theo các bạn là hát không hay. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến với phần trình diễn. Trước tiên là của anh Hề số 4 để nghe xem anh ấy trình diễn như thế nào, giọng hát có hay hay không và biết rằng các bạn lựa chọn có chính xác hay không. Một tràng pháo tay dành cho giọng ca bí ẩn số 4. Trời ơi, nó nghe là các bạn vũ công chắc cũng cố gắng lắm đúng không? Biết, thường thường là vũ công người ta nhảy á, là ca sĩ hát hay, người ta nhảy máu lửa thôi phiêu. Còn đây hát dày mà cũng vắng, cũng phiêu được mới sợ. Không phải, hồi nãy bạn không có hát, bạn chạy điền kinh. Đó là bạn dạy bằng bất chấp âm nhạc mà hiểu. Bằng tạc âm nhạc, bằng tán âm nhạc. Trời ơi. Trời ơi, ông hát đang giang tàu đó kêu. Bấm 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 mang mang. Tôi muốn như con cá bóng mà chắc tôi chết luôn á. À vui nhất là hát xong mệt á thở. Hát xong còn thở á. Hát còn nhảy mà. Hát xong cái truyền oxy á. Rồi hát mà hát như phù thủy là rồi mà vui nhất là cái đoạn ấy dài dài dài. Hát tưởng đau thiệt. Nghe đau thiệt luôn á. Rồi sái ngoài hàm luôn á anh. Như vậy là em hát vẫn hay chứ anh hả? Em là đỉnh rồi đó Trang, đỉnh rồi đó. Không, nhưng mà cái cậu này á, cậu hát không hay nhưng mà cậu lên trình diễn hết sức và rất là dễ thương. Em trai, giới thiệu cho mọi người biết đi, em tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu, công việc thiệt của em là gì? Dạ, hiện em là Hồ Thanh Nhân, năm nay là 23 tuổi, là sinh viên năm cuối của trường đại học kinh tế, cũng là diễn viên tự do. À, cái giọng sao hát y chang vậy ha. Hồi nãy nghiêm túc lắm, ra nhảy là lúc đầu anh bị đánh lừa bồ, anh thấy em nhảy trời tự tin nha, tới chuyên nghiệp quá vũ đoàn luôn anh. Mình tưởng là thôi cái đội này chắc là chọn sai người rồi, ai ngờ là em vừa cất giọng lên cái em chọn học kinh tế là đúng rồi đó em nha, dễ thương quá. Nhưng mà đây là một người đầu tiên mà Trường Giang nghĩ rằng là cái giọng hát nó lai rap á. Hát rap mà đọc rap thì không phải là hát y chang nhau á. Cảm ơn em đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay nha. Chào tạm biệt. Trời ơi, sái hoài hàm luôn á. Còn giờ đây, tới sự lựa chọn của mình nha. Gái người ta xinh xắn, đẹp đẽ, sang trọng vậy nha. Mà nỡ làm nào phán người ta hát không hay. Cái giờ mà bà số 2 bà ra bà hát rap bà nhảy chắc xỉu luôn. Mặc kiểu như lẫy mình nó hát hay mà chọn người ta hát không hay á. Cho tụi bay chết vậy. Bình tĩnh, tập trung. Phần trình diễn của giọng ca bí ẩn số 2 bắt đầu. Hồi hộp quá. Chết rồi. Biết thế nào đây? Cô này không biết hát. Cô này không dừng hát không hay mà cũng không phải, không phải người mẫu luôn. Hay, hát hay. Ngày qua ngày gió thêm gần đêm lắng, giờ biết sẽ buồn lòng gần mai chờ. Hay, hát hay. Ngày qua ngày gió
qua ngày gió thêm, ngày qua ngày gió thêm gào vì anh buồn. Dù biết sẽ buồn lòng vẫn mãi chờ một mai đường xa chung đôi. Anh tình tuyệt vời lên ngôi, tình yêu của những phút đầu tư như phép màu, rơi ấm cõi lòng vượt qua nỗi sầu để đến. Tình yêu của những phút đau thương như phép màu, rơi ấm khói lòng vượt qua nỗi sầu để đêm mùa đông trôi xa. Anh tình tuyệt vời lên ngôi thiết tha. Một tràng vỗ tay thật to dành cho giọng ca bí ẩn phút số 2 của chúng ta đi quý vị. Cái bà này là ở nhà là bà hát karaoke, nó qua bài kế tiếp bà vẫn còn hát bài cũ. Sao bây giờ bác chạy đâu anh đang ủng hộ nè. Nói chuyện nghe chơi, biết nói, em. Nói chuyện nghe chơi, nói chuyện nghe chơi coi. Em tên gì, em tên gì? Dạ em tên Thu Trang ạ. Trang lên đây, Trang ơi, Trang lên đây em. Đây, bây giờ lên đây, chị em lên đây. Hả? Sông ca, sông ca. Sông ca. Hai chị em lên đây sông ca. Trang lên đây. Lên đây em. Trời ơi. Ok. Bây giờ hai Trang, sông Trang, sông ca đi. Bây giờ em mới biết là Thu Trang là tổ của công an. Truyền nhân, đây là truyền nhân của Thu Trang. Truyền nhân. Bây giờ Trang ơi, Thu Trang như này, với Thu Trang này, hai em hãy hát sông ca một bài nào đó tặng khán giả nha. Vô đây. Ngày xưa ai lá ngọc cành vàng, ngày xưa ai quyền quý cao sang. Em chính em ngày xưa đó. Quân say đợi lên từ đỉnh nhân gian. Em vẫn tỉnh Trang ơi, nhưng mà cái thế hệ truyền thừa của em nó xa xúc quá. Cố gắng ha Cương. Trang ơi Trang. Anh nói Trang này em, anh nói Trang này. Em ơi, công việc của em hiện nay là gì? Dạ em là sinh viên ạ. Trường gì em? Dạ em là sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế. Có bao giờ em tham gia chương trình văn nghệ của trường không? Dạ có. Trời, tội nghiệp của trường em quá. Diễn xuất chứ không có hát. Tức là đóng kịch trong trường đó phải không em? Nào giờ là em có bao giờ em hát cho người nào đó nghe chưa? Ví dụ người yêu của em chẳng hạn. Dạ chưa, đây là lần đầu tiên em đứng lên mục hát, lần đầu tiên em cầm mic hát. Có lẽ đó là một cái sự lựa chọn sáng suốt của em. Tôi không biết cô ấy thích gì, nhưng tôi biết cô ấy ghét đi hát karaoke nhất. Không, nhưng mà phải nói là bạn hát rất là vui. Cảm ơn bạn Trang rất là nhiều. Cái niềm vui đây là bởi vì các bạn đã đoán đúng được cái người hát không hay. Cho nên nếu như mà em có nhìn thấy canh chị ở dưới cười thì cũng đừng có cảm thấy rằng nó làm cho mình hơi bị buồn em nha. Dạ tại đó giờ em biết hát dở mà. Anh thích cái sự chân thật của em. Dạ, bạn rất là tự tin thể hiện cái khuyết điểm của mình anh ạ. Chứ không phải là bạn cảm giác mắc cỡ gì tụi em cười đâu. Là một trong tay dành cho Thu Trang. Như vậy là ở vòng thi đầu tiên này, đội của Trấn Thành, Thu Trang và Du Lê cũng đã tìm ra được người hát không hay. Hai đội coi như là ngang tài ngang sức. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thi thứ hai. Vòng hai này sẽ có những cái thử thách nó khó hơn, nhưng mà nó cũng sẽ thú vị hơn rất nhiều. Vòng hai của chúng ta có tên là siêu diễn. Ở vòng này, từng nhân vật sẽ nhép một bài hát của một ca sĩ nổi tiếng nào đó. Xem coi cái phong cách của bạn ấy như thế nào, cái thần thái của bạn ấy như thế nào để đoán xem ai là người hát không hay. Đầu tiên sẽ là bạn số 1. Tại anh đã vô tâm hay tại anh không quan tâm em mỗi ngày. Để giờ đây vì lời anh nói em không tin anh nữa vậy. Trong tình yêu đôi lúc ta hay giận hờn ai. Tìm lại bầu trời với phần trình diễn của giọng ca bí ẩn số 1. Vậy thì Trấn Thành, sau khi xem xong phần diễn của bạn ấy thì như thế nào? Có vẻ là cái bài vừa rồi không phải là cái dòng nhạc của bạn. Tại vì bạn hát không có cái feel của cái bài này. Nhưng mà đúng nhịp và có cảm âm. Nên chắc cũng là người biết hát, còn hát hay hay không, lát suy nghĩ tiếp. Du Lê, ý kiến em sao? Em thấy bạn này diễn sâu à. Mấy câu hát đầu của bạn ấy diễn là làm em nhướng chân mày theo bạn đó luôn á. Đi điệu theo.
Vòng 1 thì em nghĩ là hát không hay. Nhưng mà lúc nãy bạn ấy diễn xong tự nhiên em bị lung lay. Không, chị Bù ơi, chị Bù ơi, em cứ giữ vững cái lập trường của mình đi. Không, tại vì thấy lúc bạn ấy diễn cái cách bạn ấy nhả rồi đúng vào cái nhịp điệu á. Con người này thay lòng đổi dạ nhanh quá. Sao mà cái độ này không có đồng nhất ý kiến với nhau vậy? Không, không, em vẫn giữ cái quan điểm của em từ vòng đầu tiên. Vân vẫn giữ như vậy. Hồi nãy anh nói là hát không hay đúng không? Đúng rồi, bây giờ anh vẫn giữ ý kiến đó không? Giữ với Vân làm sao anh... Rồi xin lỗi Chi Pu nha. Các bạn cứ tiếp tục suy nghĩ về cái anh chàng bán kẹo kéo này nha. Và tiếp theo, chúng ta sẽ đến với giọng ca bí ẩn số 3 và xem phần trình diễn của cô ấy nha. Cảm ơn các bạn và cảm ơn giọng ca bí ẩn số 3 nha. Mời bạn về vị trí của mình. Em thì nói về cái giọng hát thật thì chưa chắc à. Giống như em, anh thấy nhiều khi em lên, anh cầm điện thoại em quay, em cũng lip sync đồ này nọ, em nhép chuẩn lắm chứ bộ. Mà em hát đâu có hay. Cho nên là chưa chắc này, để coi lại. Lại nan giải. Nhưng mà em nghĩ bạn này chắc diễn viên hoặc diễn viên hài gì đó, chứ không phải là ca sĩ. Không. Không, như Trường Giang vẫn nghĩ và em vẫn giữ ý kiến là cô này có làm gì cũng được trừ hát. Là nếu như hồi nãy bạn diễn không quá hay thì có thể bạn hát hay. Nhưng hồi nãy bạn diễn quá hay vì bạn hát không hay, chắc chắn là như vậy. Cũng có thể. Rồi, chúng ta xem như là tạm ngừng cái sự phán đoán về cái nhân vật số 3 này nha. Nhân vật số 5, giọng ca bí ẩn này sẽ mang đến cho chúng ta tiết mục như thế nào? Mời các bạn xem phần trình diễn của anh chàng huấn luyện viên tập gym. Go. Dạ. Đại Đức Hưng, Đại Đức Hưng. Giả từ á, giả từ, giả từ. Tuổi đời chân đơn côi, gót mòn đại lộ buồn, đèn đêm bóng mờ nhạt nhòa, hồn lắng tâm tư, đi vào dĩ vãng. Đường tình nó cố tình, nó cố tình. Lối, mang nỗi tiếc cho nhau. Cảm ơn bạn. Mời em về vị trí của mình nha. Các em nghĩ sao? Nếu mà diễn bài nhanh á, thì mình lấp liếm, mình quơ vào mình ấy. Còn đây là diễn bài chậm, nhưng mà cơ thể của bạn ấy rất là uyển chuyển, trôi theo bài hát uyển chuyển. Mà cứ gương mặt nữa, nó không bị khó chịu chỗ nào hết. Hồi nãy cậu ấy diễn rất là cứng. Không, nhưng mà em thấy cái gương mặt ấy là nhạt nổi lên một cái là mặt ấy đầm, mặt ấy thấm. Lúc đầu bạn này nhìn rất là trẻ, rất là hiện đại. Mà vô hát cái dòng nhạc này mà diễn mặt rất là, giống như Chi nói, mặt rất là thấm á, là hợp á, là nó mượt. Ở đây mà 7.000 người nói người ta hát cứng, của mình em nói hát mượt sao là. Tại vì Chi nói vậy. Nhưng lại cảm giác cái người này không có biết đến cái kỹ thuật để mà đánh lừa được người khác như vậy. Mà cái đó là cái thật của ảnh. Vẫn có cảm giác giống như là bạn ấy hiền, mộc mạc, cho nên là thể hiện đúng vậy. Thì em nghĩ là cái cậu này hát hay, nhưng mà cậu này chưa bao giờ hát nhạc của anh Đàm. Và cậu này hát theo bài để diễn theo bài. Chính xác. Đúng không? Cái đó, cái ý kiến đó mới chính xác. Hồi nãy là bị trái dòng nhạc. Chứ thật sự ra đấy, nhân vật này là một nhân vật biết cách phát âm đúng để hát cho nó hay. Chúng ta cùng xem phần trình diễn của giọng ca bí ẩn số 6. Thank you.
số 6. Cái cô này á là cô cố nhiều thứ lắm. Khi con người mình á, những hành động là do bán cầu não nó quy định. Khoa học. Thì nó sẽ bị lập thành gọi là phản xạ tự nhiên. Mà cô này là cô không có phản xạ tự nhiên khi nghe nhịp. Ví dụ như người ta nhún nhảy, người ta nhún hai chân nghe, cổ lại dây. Tay trái mà lại chân phải. Thế nên Dương Giang nghĩ là cô này không hát hay được. Đúng không anh? Thường là người ta dù tưng này tay kia không, là đúng rồi. Khi anh nhịp á là anh vậy nè. Đúng không? Hoặc là anh vậy. Chứ anh đâu có thế nào nghe được. Hình thể không có giải phóng được ở trên sân khấu. Nọ những cái nhún nhảy đó cũng không có ra là một người ca sĩ đang diễn vai ca sĩ nữa. Tôi vẫn giữ quan điểm của tôi là bạn là một diễn viên, nhưng là một diễn viên hát không có hay. Em thấy bạn này nếu mà bỏ hết cái lớp make up với lại thay một cái bộ trang phục khác ấy, thì bạn ấy sẽ phù hợp là hát một bài nhạc nhẹ. Chính xác. Trời ơi. Một lần chạm tay tôi như khẽ nói, hãy đến bên tôi. Với cái vai ta chung một lối đi tiếp xúc cho nhau. Trời ơi, thôi hai em dắt hai cái ghế ra góc ngồi riêng với nhau đi. Trời ơi, y chang những gì trong đầu em đang nghĩ luôn, Kiều ơi. Trời ơi. Theo Chi là cô này là hát hay đúng không? Hát hay á, nhưng mà dòng nhạc khác ạ. Không, thật sự ra có một tí đồng tình với là Gil chứ không phải là không. Có nghĩa là một là cô ấy là diễn viên mà hát không hay. Hai là đúng là có lẽ cô ấy trái ở cái sở trường. Bây giờ anh Giang với Ốc vẫn khẳng định ở vòng 1 nói rằng là bạn đó là người hát không hay. Và sau khi xem xong cái tiết mục của bạn rồi thì chúng tôi vẫn khẳng định bạn hát không hay. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần trình diễn cuối cùng. Ngoài anh em có những ai bên em hiện tại, vì yêu em nên anh còn ở lại. Tiếng ca in vui mái nhà, nhưng đối với em không bao giờ là tất cả. Cùng một guitar em đã từng hát cho anh nghe, hát về nỗi lòng, về tình yêu em trao anh. Đến nay chỉ còn lại mình anh với tiếng hát trong tâm trí anh này. Anh đã mất em sao. Rồi, mời em về vị trí của mình nha, cảm ơn em. Cảm giác như bạn ấy đang hát thiệt rồi đó. Ai mà không biết tưởng bài này của ông hát. Đúng, thật sự cái cảm giác đó nó, với lại nó, có lẽ là chương trình cũng chiều. Lựa chọn một cái giọng nào đó mà nghe nó phù hợp với cái gương mặt của người thể hiện á. Theo em nghĩ nhá, là đây không phải là cái cảm giác là giống hát thiệt, mà thật sự ra là bạn rất thích cái bài này. Không có phải là bắt chước, không có phải là diễn, mà là mê cái bài này thuộc rồi và hát lại theo một phản xạ tự nhiên của một người biết hát hay. Không, thật ra nó khác Thành ơi. Khi chúng ta mê một cái tiết mục nào đó, một bài hát nào đó, chúng ta có thể thuộc nằm lòng, chúng ta có thể diễn nhập tâm vào cái tiết mục đó, nhưng chưa chắc gì chúng ta hát hay. Nhưng mà cái này gọi là bản năng nhiều hơn. Anh em thấy anh chàng số 7 này có những cái bản năng là lấy hơi nè. Lấy hơi nó hơi mạnh chút xíu, nhưng mà lấy từ bụng ra. Mình thấy, và khi mà hát cái môi, cái khẩu hình nữa, nó nếu mà là giọng thật của anh ấy và anh ấy hát thì em nghĩ là sẽ có một phong cách rất là riêng. Và nó cũng có chiều sâu nữa, em nghĩ anh này là người hát được, hát hay. Còn Giang thì sao? Thì từ đầu em đã nghĩ là anh này sẽ hát rất hay. Chỉ có một trường hợp xảy ra là anh này là diễn quá giỏi thôi. Mà vì những cái mình... Tôi khẳng định luôn, không bao giờ diễn luôn. Không diễn luôn. Khẳng định luôn. Không, mình phải nghĩ tới trường hợp là những gì mình biết thì chương trình cũng biết. Để ý này, trước khi hát là anh đều đưa lên vậy. Hát xong là bắt đầu anh đưa chân vô. Đó là những việc của ca sĩ hát nhạc chậm người ta hay làm. Đó là ý kiến của các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ có một phút để thảo luận cùng nhau để đưa ra quyết định. Mỗi đội hãy chọn ra một nhân vật mà theo các bạn là hát không hay. Một phút bắt đầu.
Bây giờ thì đội của Thành chọn nhân vật số mấy? 1, 2. Như vậy là đội của Thành đã quyết định chọn số 3. Còn đội của Trường Giang thì sao? 1, 2, 3. Số 6 là cái cô nàng hát rock này đúng không? Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe trước tiên là phần trình diễn của giọng ca bí ẩn số 3. Bạn ấy sẽ hát bằng giọng thật của mình, thì chúng ta sẽ biết rằng bạn ấy hát có hay hay không. Một tràng vỗ tay dành cho giọng ca bí ẩn số 3. Oh my god. Em nghĩ bạn này chắc diễn viên hoặc diễn viên hài gì đó, chứ không phải là ca sĩ. Về cái giọng hát thật thì chưa chắc à. Nãy bạn diễn quá hay, giờ bạn hát không hay. Cô này có làm diễn được trừ hả? Trời ơi, bây giờ hối tiếc, ba cái gương mặt hối tiếc kìa, thấy chưa? Không có hối tiếc. Sao vậy? Mà thán phục. Thường cái trường hợp của bạn á. Ủa sao mình đứng lên như xin lỗi? để em. Nhưng mà quan trọng là gì sai nè? Sai mà mình phải chuộc lỗi. Hát hay, mà, hát hay mình không nói. Hát tông nữ, thấy ghét. Cái này là bảo đảm có học thanh nhạc, có học thanh nhạc. Bởi vậy, hồi nãy anh nói mà có những người họ diễn hay, họ cũng hát hay mà không chịu nghe lời anh. Giờ em nói cho mọi người biết đi, em tên thật là gì, bao nhiêu tuổi, đang làm gì ở đâu?
Em tên thật là Phạm Phương Toàn và hiện tại em đang làm, buổi sáng thì em đang làm make up ở studio và buổi tối thì hát ở các phòng trà cà phê acoustic ạ. Cũng là ca sĩ đó. Em à, nói chung là anh đại diện cho em gái anh với lại bà dì của anh. Nói chung là cũng xin lỗi em, tụi anh coi như là hữu nhãn vô châu. Gì nữa Thành, cái gì nữa, liên tiếp cái gì nữa, thôi đi về. Anh như là anh cưng đó, anh ghét anh cưng đó. Dạ. Anh nựng đó. Chúng ta một tràng vỗ tay cho bạn Phạm Phương Toàn. Cảm ơn em đã đến với chương trình ngày hôm nay. Mời phần trình diễn của giọng ca bí ẩn số 6. Hình thể không có giải phóng được ở trên sân khấu. Bạn là một diễn viên hát không có hay. Cô định không hát hay được. Hát hay á, nhưng mà dòng nhạc khác á, thì chúng tôi vẫn khẳng định bạn hát không hay. Xin cho sâu thẳm luôn. Đổi thay, đời ai biết được ai, chia ly là hết, xôn xa nhiều cũng thế. Nếu mai sau gặp, xin cúi mặt làm ngơ. Thời gian cố ngừng đây bao giờ, thương tiếc rồi sẽ làm buồn phu vơ. Nhiều lúc muốn quên để xóa mờ, nhưng mỗi lần nhìn đêm về thương nhớ người đó ta đây, tình vẫn chia vui biết cuộc đời mình ra sao. Em giới thiệu đi, em tên gì? Dạ, em tên là Trang My ạ. Nói cho các bạn biết nha, Trang My một hiện tượng trên YouTube nha. Hát bolero. À, em là người trên xe buýt hát hả? Phải không? Phải không? Trời ơi! Tại sao bây giờ em mới nhìn ra hả Giang? Nói em mới biết chưa. Hồi nãy lúc anh thấy em đẹp từ lúc em đứng trên đó rồi. Nhưng khi em cất giọng hát và cái nhạc này lên nữa, em còn đẹp dữ nữa. Mấy cái tóc này không hợp với em đâu. Đổi giọng liền ha, hồi nãy ngồi đây ha, một hai quay qua sáu. Cái gái đẹp đứng đây với bộ sáu 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 sáu. Sáu sáu. Đi về đi, đi về em tui cái đi. Ngổ ghê vậy đó. Đây. Bạn chi bạn não lòng tới nỗi bạn không nói lên lời luôn. Kiệt quệ lời rồi. Hồi nãy anh đã nói, em đã nói rồi, em là theo ghiêu. Thiệt MC không biết bày đặt đưa ý kiến chi vậy trời, thiệt là em á, anh theo em mà. Nhưng mà mình cũng đâu có liên quan trong cái vụ án này. Tại sao gia đình mình lục đục vậy? Cảm ơn Trang My đã đến với chương trình của chúng ta. Cảm ơn em nha. Cả hai đội đều sai lầm. Ủa vậy là mình loại hết hai bạn hát giỏi có, rồi. Có ban tổ chức có thể mời lại Trang My ở những số khác được không? Như vậy là kết thúc vòng thi thứ hai thì cả hai đội chơi của chúng ta đều đã có sự lựa chọn sai lầm.
Bây giờ thì chỉ còn có 3 nhân vật còn lại trên sân khấu thôi. Và 3 người này sẽ cùng với các bạn bước vào vòng thi thứ 3. Vòng mang tên Lộ Diễn. Ở vòng này thì chúng ta sẽ được quyền tham gia dự đoán cùng với hai đội chơi và có cơ hội mang về cho mình một giải thưởng, đó là một chiếc điện thoại chuyên gia selfie Oppo Camera Phone F1S từ nhà tài trợ chính trị giá 5.990.000 đồng. Ở vòng thi này á, mỗi một đội sẽ có 30 giây. Chúng ta sẽ phỏng vấn nhanh những nhân vật này và chúng ta nghe xem cái giọng nói đó thì liệu rằng họ có phải là người hát hay hay không ha. Và sau đó chúng ta sẽ đưa ra kết luận là ai là người hát hay. Bắt đầu. Chết rồi, em hơi chết rồi. Em tên là gì, em ở đâu? Nguyễn Dương, em ở đến từ Cà Mau ạ. Rồi, xin mời ở giữa, hỏi đi. Em học hát lâu chưa? Dạ, em hát lâu rồi. Em hỏi người Google. Còn là sở trường của bạn là gì? Dạ, nhảy múa. Cái gì? Không, nhầm nhạc, sở trường là nhảy múa. Bạn chính giữa, giọng của bạn là giọng Huế, là giọng thật rồi, giọng địa phương của bạn luôn ạ. Dạ, là giọng thật của em ạ. Em đi hát ở đâu? Dạ, em đi hát ở trường. Sao, em đi hát ở đâu? Dạ, em chưa có đi hát. Em làm nghề gì? Em á? Dạ, kêu kéo chị. Em có học hát không? Dạ, không. Dòng nhạc của em là gì? Dạ, nhạc cung đình mà. Cái gì? Dạ, nhạc cung đình. Nhạc Huế, Huế cung đình nữa anh ạ. Nhưng mà đây không phải là giọng Huế. Như vậy là các bạn đã hết thời gian phỏng vấn. Bây giờ thì sẽ có 1 phút để các bạn hội ý để tìm ra nhân vật nào là nhân vật hát hay. Bắt đầu. Đội của Trang, Trấn Thành và Kiêu, các bạn chọn nhân vật nào ở đây? 1, 2, 3, 7, 7. Số 7 là canh chàng làm nhà make up. Còn bên đội Giang thì sao, chọn ai? Đã thỏa thuận rồi, đã chọn số 1. Chọn số 1, anh chàng bán kẹo kéo. Tại vì trong suy nghĩ của em là lúc nãy em còn nói với anh Trường Giang là em cũng muốn chọn số 7 là người hát hay. Nhưng mà anh Trường Giang và chị Âu Thanh Vân thì muốn chọn số 1. Cho nên là đang... Không sao cả, nếu như các bạn chọn trùng cũng được thì cái quyền quyết định về đội nào sẽ là quyền của bạn ấy. Thành ra bây giờ vậy nè, vòng 2 mình không nghe lời Chi mà mình đã có một sự lựa chọn sai lầm. Bây giờ thì Vân với Giang có suy nghĩ lại hay không? Không, em không suy nghĩ. Vân vẫn là số 1 à? Đa số thắng thiểu số, Chi Bô ơi, em bị chịu lép một lần nữa nha. Dạ, em lép mà, em biết. Có nghĩa là chúng ta đã quyết định chọn số 1 và số 7. Cảm ơn hai bạn. Xin mời bạn số 1 và bạn số 7 chúng ta vào trong chuẩn bị cho phần trình diễn của mình nha. Cảm ơn các em. Như vậy là nhân vật số 5 này là cái người mà các bạn có nghĩ đến nhưng mà cho rằng cái xác suất không cao nên không lựa chọn. Bây giờ thì mình xem coi cái phần trình diễn của anh ấy như thế nào để coi cái sự quyết định không lựa chọn này có làm cho mình phải hối tiếc hay không nha. Phần trình diễn của giọng ca bí ẩn số 5 bắt đầu. Nhân vật này là một nhân vật biết cách phát âm đúng và chuẩn để hát cho nó hay. Cơ thể của bạn ấy rất là uyển chuyển. Em nghĩ là cái cậu này hát hay. Trong tích cực,
ngày trôi qua sẽ vui lắm. Hy vọng chẳng còn dấu hiệu cho anh mơ mộng. Sao hãy nói buồn, gạt đi giọt nước mắt. Baby, but I don't wanna go. Baby, but I don't wanna go. Baby, but I don't wanna go. Đọc đáp luôn, đọc đáp luôn. Chẳng có em bên anh, không phụ chỉ anh em. Không phụ chỉ anh em. Em ấy biết từ ngày xưa từ nỗi đau hàng sầu. Xóa tan kỷ niệm tìm lại nơi đâu. Cảm ơn các bạn Vũ Công rất nhiều. Dạ, chương trình này thì Vũ Công của chúng tôi phải tập cho mình một cái gọi là lòng tin. Trời ơi. Nhảy múa bất chấp âm nhạc. Anh nói thiệt với em nha, Nu Phước Thịnh mà nghe em hát xong là đúng là thiệt, phải gạt đi nước mắt thiệt. Em tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu nào? Dạ em tên là Ngọc Khánh ạ. Em hiện tại em đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Ủa cái giọng đâu còn Huế nữa đâu? Thì cái giọng Huế chưa. Dạ là đánh lừa thôi. À đánh lừa thôi. Nhiêu tuổi rồi em? Dạ em năm nay 21 tuổi ạ. Vậy sợ nghĩ sao 21 tuổi ông la ông hát nhạc cung đình Huế. Trời ơi. Đang học ở đâu? Dạ em đang là diễn viên tự do. Cảm ơn em, dù sao em cũng đã mang đến cho chương trình chúng ta những cái điều rất là bất ngờ và vui. Dành cho bạn Ngọc Khánh một tràng vỗ tay nào. Hãy đến với phần trình diễn của giọng ca bí ẩn số 7. Ngỡ rất lâu mà đâu ngờ một hôm em nói với tôi, một hôm em nói với tôi, một hôm em nói với tôi tình yêu sao quá xa vời, trái tim buồn cho dù muốn yêu thêm không thể quên. Giờ chơi trên phố Tây ngất ngây những chiếc hôn. I want to love you more. I want to love you more. Are you ready here with me? I want to love you more. Will you love me more? Đêm mưa đâu, đi bên em, bên em khẽ vòng tay ra sâu, ôm đôi vai như chờ thật lâu. Toàn là hơn ghen thôi. Em khi bên ai liệu có nhớ về tôi? Oh, oh, oh.
Want to love you more, want to love me more. Are you really here with me? Want to love you more, want to love you more. Are you really here with me? Want to love you more, will you love me more? Đây, giờ anh giới thiệu về mình đi em. Dạ em xin giới thiệu, em tên là Nguyễn Dương Em ạ. Dương Em, bao nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay em 24 ạ. Đội của Trấn Thành, Ghiêu Lê và Thu Trang đã lựa chọn chưa chính xác. Nhưng mà dù sao chúng ta cũng xin cảm ơn anh bạn này đã đến đây cùng với chương trình chúng ta. Một tràng pháo tay dành cho bạn ấy. Cảm ơn em. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần trình diễn của nhân vật số 1, là nhân vật mà đội của Trường Giang đã lựa chọn. Anh chàng bán kẹo kéo giọng ca bí ẩn số 1 sẽ hát như thế nào? Mời quý vị cùng thưởng thức. Trang nghĩ bạn này chắc hát không hay. Nghĩ em nghĩ là hát hay. Bạn diễn cái cách bạn ý nhả rồi đúng vào cái nhịp điệu á. Có cảm âm nên chắc cũng là người biết hát. Tôi đã khóc như một đứa trẻ chưa trưởng thành. Giọt nước mắt chất chứa bao điều không tên. Hãy ôm chân tôi, hãy luôn đi cùng tôi. Hãy ôm chân tôi, hãy luôn đi cùng tôi. Hãy ôm chân tôi, hãy luôn đi cùng tôi. Chỉ bên nhau thật nhanh về phía chân trời. Như đã từng quen và chưa bao giờ quên. Mình đã cùng một cái tên. Đừng vội biến mất đi nhanh như khói mây trên trời. Bạn đừng biến mất đi để tôi lẻ loi giữa cuộc đời. Tôi là ai nếu một ngày mai chẳng còn ai bên cạnh. Này bạn có biết không, tôi đang ngóng trông đợi chờ. Này bạn có biết không, bao năm tháng qua thật nặng nề. Con đường hôm nay như dài thêm khi bạn chẳng còn ở bên. Hãy trở về đi. Bạn có thấy cơn mưa đang rơi thật buồn. Tìm tay níu tay khẽ xin hãy ở lại đây. Tôi vẫn bước trên những tháng ngày không ngoảnh lại. Chân tôi, hãy luôn đi cùng tôi. Chạy bên nhau thật nhanh về phía chân trời. Như đã từng quen và chưa bao giờ quên. Mình đã cùng một cái tên. Đừng vội biến mất đi nhanh như gói mây trên trời. Bạn đừng biến mất đi để tôi lẻ loi giữa cuộc đời. Tôi là ai nếu một ngày mai
ta thật nặng nề. Con đường hôm nay như dài thêm khi bạn chẳng còn ở bên. Hãy trở về đi. Cảm ơn chị Phu. Nào giờ chị biết là em chỉ là diễn viên thôi ha. Rồi trước đây là một người mẫu ảnh, nhưng mà bữa nay nghe được chị Phu hát rất là dễ thương. Có định lớn sân sang âm nhạc luôn không em? Dạ em chưa có ý định ạ. Cảm ơn em, mời em về vị trí của mình. Đây, anh chàng này tên gì? Nói cho mọi người nghe xem. Dạ em kính thưa các anh chị, em tên là Phan Thiên Phú ạ. Công việc hiện tại của em thật sự là gì? Dạ em hát rong đường phố ạ. Có phải là bán kẹo kéo luôn không? Dạ đúng rồi. Em làm cái công việc này bao nhiêu năm rồi? Dạ em làm hơn một năm rồi anh ơi. Có ai làm cùng với em không, anh chị em gì đó? Dạ em có hai anh em mà em con trai cả, còn một đứa em bị bệnh tật nguyện cho nên là. Em có thể nói rõ hơn cho mọi người biết rằng người em đó bị gì không ạ? Dạ em của em bị bệnh đau. Rồi em là nguồn kinh tế chính cho cả gia đình luôn hay sao? Dạ đúng rồi, em nguồn tiền cho chính. Mẹ em thì ở nhà coi vệ sinh cho em, tại vì em không biết vệ sinh gì hết. Ba của em thì phải đi phụ hồ. Cái dòng nhạc chính của em là gì nè? Dạ dòng nhạc chính của em là trữ tình bolero. Khi em đi hát, em đang ăn kẹo kéo á thì em hát dòng nhạc bolero cho khách nghe đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy thì bây giờ em có thể em hát cho tất cả mọi người đây nghe một cái bài hát nào mà em vẫn thường hay hát nhất được không? Đây, mời em thử nha. Đêm đêm người mùi hương, mùi hoa xứ nhà nàng, hương nồng hoa tình ai đậm đà đây đó gọi tên. Nhà nàng cánh gần bên, giang hoa xứ quanh tường, nhìn sang trộm nhớ thương thầm, mong ngày mai lứa đôi. Em có thần tượng Quang Lê không? Hèn chi hát nghe có những cái âm sắc rất giống ca sĩ Quang Lê. Nhưng mà rõ ràng rằng với một cái người làm công việc hát rong ngoài đường phố mà có một cái giọng hát như vậy thì là quá tuyệt vời đúng không? Em nghe là em nghĩ là mở đĩa không á. Và thật sự mà nói rằng là khi nghe em trình diễn á, tự nhiên anh đứng anh cảm thấy xúc động lắm. Bởi vì rõ ràng rằng em là một người có khả năng, nhưng mà do cuộc sống, do cái hoàn cảnh, mình không có được một cái sự may mắn như những người bạn khác được tham gia hoạt động một cách chuyên nghiệp, được đứng trên những sân khấu lớn. Nhưng mà ngày hôm nay khi em đến với chương trình này, coi như một cơ hội để cho em giới thiệu mình với tất cả quý vị khán giả. Và một tràng pháo tay nữa dành cho người bạn của chúng ta, bạn Phú. Cảm ơn em đến tham gia chương trình. Như vậy là đội của Trường Giang, Chipu và Ốc Thanh Vân đã có sự lựa chọn đúng đắn. Thưa quý vị, như vậy là kết thúc vòng thi thứ 3. Chỉ có một mình đội Trường Giang là lựa chọn chính xác thôi. Có nghĩa là số tiền thưởng 50 triệu đồng sẽ thuộc về Chipu. Chỗ của Harry Won không phải cái ghế này, mà chỗ của Harry Won là phải ở đây. Trời cái mặt không kìa anh. Cái mặt mắc cỡ dồn giả tạo hết sức luôn á. Ước gì bữa nay bên đây Trúc Nhân là Nhã Phương ha. Dừng lại, tôi không phải là một trò chơi. Cô này nhìn rất là chất. Một là hát rất hay, hai là hát rất dễ. Với cái khẩu hình hồi nãy phát âm cũng là một dạng khẩu hình của Thu Trang khi hát. Khẩu hình cỡ em thì em biết là bạn này hát hay đấy, tại vì em hát cũng hay mà. Thưa quý vị, kết thúc chương trình hôm nay, hai giọng ca giấu mặt, đó là bạn Thiên Phú, bạn Dương Em, sẽ mỗi người nhận được một phần thưởng của chương trình trị giá là 10 triệu đồng. Và nghệ sĩ khách mời Chipu sẽ nhận được số tiền thưởng là 50 triệu đồng. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã đến tham gia chương trình này. Anh ơi, anh Đại Nghĩa ơi, em chắc là xin phép cắt lời anh một chút. Hôm nay thì Chipu cũng như Yêu Lê tới đây cũng rất là vui khi mà được mời tới để tham gia một chương trình mới. Còn vui hơn nữa khi mà Chipu được giải thưởng 50 triệu đồng nữa. Nhưng mà lúc nãy thì có nghe câu chuyện về hoàn cảnh của bạn Phú thì thực sự là em cảm thấy rất là xúc động. Nên là em muốn trích trong phần thưởng này của em 10 triệu đồng để tặng cho bạn cũng như gia đình của bạn ạ. Cảm ơn chị. Em có điều gì muốn nói với Chipu không nè? Dạ em cảm ơn chị Chipu và các anh chị rất là nhiều ạ.
Đến đây thì chương trình của chúng tôi xin được phép kết thúc chương trình với sự đồng hành của chuyên gia selfie Oppo Camera Phone F1S. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau 19 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên HTV7. Xin chào tạm biệt.